Huấn luyện viên Kim bất ngờ thay đổi danh sách đội tuyển quốc gia vào phút chót, một siêu tiền đạo nhập tịch lên tuyển. Quý vị và các bạn thân mến, trong lúc bóng đá Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ trận đấu khai màn nào, các cổ động viên cũng khá rảnh. Vì lẽ đó, các cổ động viên của Thành Nam cũng nên nghĩ dần ra một cái tên tiếng Việt nào đó cho Rafael Son thôi nào. Thông tin tiền đạo người Brazil sắp có quốc tịch Việt Nam đã mon men được vài ngày nay rồi. Nếu như có quốc tịch Việt Nam thì chắc hẳn cái tên Rafael Son Pereira Fernandes đương nhiên sẽ được thuần Việt đúng không nào? Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Trường Sơn hay bất kỳ cái tên Sơn nào khác đều sẽ được ghi nhận là một công dân Việt Nam. Nhiều người cảm thấy vui mừng vì cuối cùng Rafael Son cũng trên đà trở thành công dân Việt Nam hợp pháp. Tuy nhiên đây cũng chẳng phải là trường hợp hiếm hoi gì khi đang chơi bóng tại V-League với cái tên nửa Tây nửa Việt cả. Đỗ Melo, Huỳnh Kesley, Hoàng Vũ Sam Sơn đều là những tiền đạo ngoại khét tiếng và cũng có quốc tịch Việt Nam sau 5 năm sinh sống và làm việc tại giải đất hình chữ S. Câu hỏi đặt ra lúc này đó là nhập tịch để làm gì mà thôi. Việt kiều và nhập tịch là hai trường phái sẽ cung cấp cho nền thể thao nước nhà một số lượng vận động viên khá đông đảo cho mọi tham vọng tại châu lục và thế giới. Tuy nhiên, trong khi những vận động viên Việt Kiều được ưu tiên rất lớn tại Việt Nam, điển hình như là Nguyễn Philip, Mạc Hồng Quân hay cặp chị em môn bóng rổ là Trương Thảo My và Trương Thảo Vi, thì có vẻ như hai chữ nhập tịch để đại diện cho Tổ quốc vẫn còn khá mơ mộng tại đây. Nhiều người còn đang trông chờ vào việc Rafael Son sẽ sớm có quốc tịch và lĩnh sướng hàng công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup hay vòng loại World Cup chẳng hạn. Thì hãy nhớ rằng Hoàng Vũ Sam đã trở thành huyền thoại của cả V-League từ rất lâu rồi. Anh còn biết tiếng Việt và hát quốc ca cũng khá sành sỏi nữa. Nếu như các cổ động viên của Nam Định đã từng có những băng rôn như thế này trên các khán đài của Sân Thiên Trường, thì chúng ta cũng chẳng hoài nghi khi chính những khán giả cuồng nhiệt đó sẽ có một ngày tự tin răng tấm băng rôn với tựa đề rằng hãy triệu tập Robinson và Hendrio lên đội tuyển quốc gia. Có thể lắm chứ, khi mà thành tích của đội tuyển quốc gia đi xuống, người hâm mộ thì chán nản, đối thủ thì đã mạnh, nay lại càng thêm mạnh. Nhờ vào nguồn lực ngoại binh hùng hậu thì nói thật cũng phải suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề này. Trước trận đấu với đội tuyển quốc gia Philippines vào tháng 6 vừa qua trên sân Mỹ Đình, có người đã đặt câu hỏi cho huấn luyện viên Tom Senfit của đội bạn về tình hình nhập tịch quá ồ ạt của Philippines sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến đội bóng. Ngay sau khi nghe câu hỏi, ông chỉ cười và nói rằng, đó là những người yêu đất nước này nhất, màu da và ngôn ngữ chỉ là bề ngoài, quan trọng là họ đại diện cho Philippines cũng rất hợp lý đúng không nào? Khi bóng đá đã toàn cầu hóa, việc mỗi cầu thủ có hai quốc tịch là chuyện đương nhiên thôi. Nhiều người mong muốn Rafael Son lên đội tuyển quốc gia cũng là chuyện thường tình. Các khán giả muốn đội tuyển mạnh hơn, thi đấu có thành tích cao hơn thế là đủ. Và chúng ta hãy nhìn vào màn trình diễn vừa qua của tiền đạo sinh năm 1997 đi nào. Rất may là khi chàng trai ấy không phải đang ở Trung Quốc hay là Indonesia. Siêu nhân, quái vật, những nhân vật vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng siêu kinh dị. Thế nhưng nó lại được lấy ra để ví von với một cầu thủ tại sân chơi V-League. Và còn ai khác đó chính là Rafael Son. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới chính là quả ngọt và sự ghi nhận xứng đáng sau màn trình diễn ở V-League mùa giải 2023-2024. Mà có lẽ dùng từ thăng hoa cũng không đủ để lột tả được. Ghi 31 bàn, đóng góp tới hơn một nửa số bàn thắng của câu lạc bộ thép xanh Nam Định với 60 bàn. Cùng với đó là xô đổ một loạt kỷ lục, ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải trở thành chân sút thứ hai trong lịch sử V-League có 5 pha lập công trong một trận thì thử hỏi là gọi siêu nhân hay quái vật thì có gì là quá lời đâu đối với Rafael Người ta nói thép xanh Nam Định vô địch là nhờ Rafael Câu này không đúng hoàn toàn, nhưng mà cũng chẳng sai. Xuyên suốt mùa giải trước, người ta chứng kiến sự lợi hại cùng sự ổn định được Rafael duy trì qua từng trận đấu trước các đối thủ. Dường như cứ mỗi lần đội nhà rót bóng vào chân cầu thủ Brazil trong khu vực cấm địa, thì người hâm mộ Nam Định lại sẵn sàng trong một tình huống ăn mừng vậy. Còn ở bên ngoài vòng cấm, Rafael Son cũng luôn là nội ám ảnh với các đội khách. Chân sút này sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, thi đấu cản lướt, bứt tốc mạnh mẽ và khả năng dứt điểm từ xa cũng rất chuẩn xác. Siêu sao trông có màn độc diễn là vậy, Rafael Son cũng hay không kém trong những pha phối hợp với đồng đội. Chân sút sinh năm 1997 thường xuyên kết hợp cùng Henrio để tạo thành bộ súng hai nòng quá đỗi đáng gờm trước hàng công của thép xanh Nam Định. Và không chỉ ở mùa trước trong màu áo đội bóng Thành Nam, Rafael Son trước đó đã thể hiện cái duyên ghi bàn ở sân chơi cao nhất Việt Nam kể từ khi bắt đầu đổ bộ xuống mảnh đất hình chữ S. Cụ thể, trong mùa đầu khoác áo dược Nam Hà Nam Định ở V-League 2020, Rafael Son đã có màn ra mắt rực rỡ khi ghi tới 18 bàn. Đến mùa giải 2021, phong độ săn bàn của chân sút này có phần trứng lại. Song anh vẫn có được cho mình 11 pha lập công trong màu áo của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên đến mùa giải 2022, Rafael Son trở lại mạnh mẽ khi ghi tới 23 bàn thắng. Còn 16 là số pha lập công của cầu thủ này trong mùa giải 2023 trong màu áo câu lạc bộ Bình Định. Mùa giải năm ngoái cũng trở nên thật đáng nhớ với Rafael Son khi anh vinh dự nhận danh hiệu vua phá lưới và ngoại binh xuất sắc nhất V-League. Đúng là càng kể thì càng không biết dùng mỹ từ gì để lột tả hết được sự xuất sắc của Rafael Son nữa. Có chăng chỉ có thể gói gọn bằng hai chữ là thán phục ghi tổng cộng 31 bàn thắng vào lưới các đội bóng trong mùa giải năm nay, ba trong số đó vào lưới Nguyễn Philip, một bàn vào lưới Đặng Văn Lâm và hai bàn thắng vào lưới của Đình Triệu. Những thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá quốc nội đã bị hạ gục bởi một cái tên. Vì thế mới có đông đảo người hâm mộ tin tưởng vào cầu thủ mang áo số 14 sẽ tiếp tục vươn mình trên đội tuyển quốc gia, giúp huấn luyện viên Kim Sang Sik luôn được nhảy hip hop mỗi khi nâng cúp. Hoàng Vũ Samson đã từng khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam đến nỗi là anh luôn xin lại những chiếc áo tập của đội tuyển việt nam từ những người đồng đội tại câu lạc bộ hà nội khoác lên mình với niềm tự hào và một sự chờ mong về cơ chế cho những cầu thủ nhập tịch không có phép màu nào đến với cựu cầu thủ của fc praha cả tuy nhiên với xu thế của xã hội và bóng đá ngày nay chưa biết chừng những đàn em của samson lại được hưởng lợi từ những điều tốt đẹp đó thì sao ca ngợi rafael sơn nhiều rồi giờ thì nhường chỗ cho cảm xúc lên ngôi người dân thành nam đã ăn mừng đủ rồi Giờ thì đến người dân Việt Nam vui mừng khi hay tin Rafael Son sắp trở thành công dân của giải đất hình chữ S. Theo tiết lộ của nhà báo Minh Hải mới đây, Rafael Son đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Tại V-League 2024-2025, chân sút thuộc biên chế thép xanh Nam Định hoàn toàn có thể được đăng ký theo dạng nội binh. Giờ thì đừng chỉ gọi Rafael Son là chân sút người Brazil nữa, hãy gọi anh ấy là chân sút người Việt Nam. Như vậy, Rafael Son hoàn toàn có thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2024 diễn ra vào cuối năm nay. Đây được xem là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của những chiến binh sao vàng. Như vậy, ngày mà Rafael Son khoác lên mình chiếc áo có in quốc kỳ cờ đỏ sao vàng trên ngực trái thì cũng là lúc mong muốn bấy lâu của anh trở thành hiện thực. Rafael Son chia sẻ, ước mơ của tôi từ khi đặt chân tới giải đất này là được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên hiện tại tôi mới sinh sống ở đây 4 năm nên chưa đủ điều kiện để xin quốc tịch Việt. Tôi cũng đang chờ đợi vì quá trình này cần nhiều thủ tục. Tuy vậy việc phải chờ đợi để trở thành công dân Việt Nam thì không vấn đề gì. Thực tế thì việc Rafael Son nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam không phải là ước muốn của mình anh mà còn là của nhiều huấn luyện viên nội, cầu thủ của V-League và đặc biệt là đông đảo người hâm mộ nước nhà. Còn nhớ trong lễ trao giải V-League Awards, chúng tôi có đặt câu hỏi cho Văn Toàn rằng anh nghĩ như thế nào về một ngày được kết hợp cùng bộ đôi Rafael Son và Hendrio trên tuyển? Văn Toàn cũng không ngần ngại bày tỏ mong muốn. Toàn chia sẻ, Rafael Son và Hendrio mà được thi đấu ở đội tuyển quốc gia thì đó là điều giúp đội tuyển quốc gia mạnh hơn. Dù sao mọi người cũng biết là hai cầu thủ đấy có chuyên môn rất là cao. Ngày mà Rafael Son khoe chiếc căn cước công dân có lẽ cũng là ngày mà đông đảo người hâm mộ Việt Nam mở hội. Họ đã mong điều này từ lâu lắm rồi. Chứng kiến phong độ trói sáng của Son trong màu áo của thép xanh Nam Định. Ai mà không muốn được chứng kiến dáng dấp đó trong màu áo đội tuyển Việt Nam cơ chứ? Người hâm mộ rất trông chờ vào vị trí tiền đạo mục tiêu của Rafael Son sẽ sớm xóa nhòa đi nỗi lo hàng công tại bóng đá Việt Nam nói chung. Hai vị trí đáng lo ngại nhất trên đội tuyển quốc gia chính là tiền đạo và tiền vệ phòng ngự. Bởi khi nhìn vào đội hình xuất phát của những đội bóng V-League, ba vị trí của ngoại binh sẽ là trục dọc và là xương sống của các câu lạc bộ. Trông chờ là thế, nhưng các cổ động viên sẽ phải chấp nhận một thực tế rằng chính Rafael Son sẽ chiếm đi vị trí của thần tượng các bạn, đó là Tiến Linh, cũng có thể là Tuấn Hải. Văn Toàn thì chắc chắn được lựa chọn ở hành lang cánh phải nhờ tốc độ và sự am hiểu lối chơi của Rafael Son là như thế nào. Cuộc cạnh tranh trên hàng công của đội tuyển Việt Nam sẽ rất thú vị nếu có thêm Rafael Son nữa. Vừa tạo động lực cho những tiền đạo khác, vừa có được con hàng khiến 10 người còn lại trên sân có thể tin tưởng vào. Rafael Son vẫn còn trẻ, đang ở đỉnh cao phong độ, thế nên khi đã đạt được điều kiện cần là quốc tịch Việt Nam thì cơ hội để chân rút sinh năm 1997 được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là rất sáng lạng. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam dường như vẫn đang thiếu đi một trung phong cắm thực thụ. Điều này cũng được người tiền nhiệm huấn luyện viên Philip Chuje thừa nhận. Thực tế thì nó cũng chẳng sai, khi nhìn vào những thống kê biết nói này. Có tới 3 trong số 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ghi được ở Asian Cup 2023 đến từ những pha đá phạt góc hoặc đá phạt gián tiếp. Thêm vào đó, những chiến binh sao vàng đều bất lực trong khâu ghi bàn ở cả hai trận đấu gặp ở đội tuyển Indonesia thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi đầu năm. Với bản năng sát thủ vốn có, sự góp mặt của Rafael Son sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Thêm vào đó, tiền đạo này còn có lợi thế khi rất am hiểu bóng đá nước nhà sau thời gian dài chinh chiến tại sân chơi V-League giờ thì mong muốn của văn toàn khi được kết hợp cùng rafael son trên tuyển đã gần hơn bao giờ hết văn toàn rafael son và một cái tên khác như quang hải hay tuấn hải sẽ tạo nên tam giác hủy diệt trên hàng công của những chiến binh sao vàng văn toàn sở hữu tốc độ tuyệt vời tuấn hải thì năng nổ tích cực di chuyển để hút người còn quang hải lại khéo léo nhanh nhạy trong quan sát và xử lý bóng tất cả đều tạo nên điều kiện lý tưởng để giúp rafael son phát huy tốt nhất khả năng săn bàn vốn có Thế nhưng sự xuất hiện của Rafael có thể khiến cơ hội ra sân của những trung phong cắm khác trên tuyển sẽ bị đe dọa. Không thể phủ nhận được tài năng và sự đáng gờm của Tiến Linh hay Công Phượng. Thế nhưng khi đặt lên bàn cân về Rafael Son thì có lẽ chẳng bất ngờ khi huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn chân sút thuộc biên chế thép sành Nam Định hoặc nếu không muốn phải đau đầu để cân đo đong đếm, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cũng hoàn toàn có thể sử dụng cả Tiến Linh hay Công Phượng và Rafael Son để tạo nên bộ đôi song sát trên hàng công với sơ đồ 352. Âu cũng là một quyết định hợp lý. AFC Champions League 2 đã đến rất gần với thép xanh Nam Định. Liệu Rafael có thể chuyển từ ngoại binh sang nội binh sớm hay không? Đó sẽ là câu hỏi quan trọng cho mọi tính toán của ban lãnh đạo đội bóng thành Nam tại giải đấu châu Lục. Trên hết, nếu sớm có quốc tịch Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik chắc hẳn cũng sẽ có nhiều những tính toán đặc biệt hướng đến mục tiêu lâu dài cho bóng đá Việt Nam.